chào ông bà cô chú đi chị. Chào cô bà cô chú. Hello honey. Xin chào cô chú bà. Cả nhà Kim đang đi London mọi người. Đi lên London để làm visa cho Chi Chi và ba Chi Chi nữa. Làm visa miễn phí 5 năm cho Chi đó cô chú anh chị. Đi thứ tư mới là, nhưng mà hôm nay là thứ hai nè. Mình sẽ đi lên đó mình ở 2 đêm mọi người, 2 đêm 3 ngày. Vừa cái chuyến làm visa mà vừa đi chơi luôn á cô chú anh chị. Thì tới trạm dừng chân rồi nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ sẽ xuống đây mua đồ ăn sáng, bây giờ cũng 8:45 rồi mọi người. Em Chi hồi nãy giờ ngủ trên xe luôn cô chú anh chị. Come on, sweet pea. Chị nó vô đây nó cũng đòi chơi cho bằng được nè cô chú ơi. Kim có đồ ăn sáng rồi nè. Ba Chi thì đang mua, vẫn còn đang mua đồ ăn ở bên kia đó mọi người. Kim có cháo yến mạch với chuối và có bột quế á mọi người. Chi ăn gì đó? Chi ăn đi. Cả nhà Kim đã đến London rồi, cô chú anh chị đã check in khách sạn rồi. Bây giờ thì mình đón taxi đi vào trong chỗ cái cầu tháp đôi đây nè. Kim thích đi vào trong đây chơi đó mọi người. Cái nhà hàng lúc nãy mình ăn là chỗ đó đó mọi người, ngay chỗ đó đó là cây cầu, ở dưới cây cầu luôn, lên cây cầu đây nè cô chú anh chị. Em Chi đang dí theo mấy con chim bồ câu nè mọi người. mỗi năm mà Kim đi London là Kim thích ngồi ở đây nè cô chú anh chị, ngồi ở dọc theo cái bờ sông, với lại đi bộ dọc theo cái bờ sông Thềm này nè, có rất là nhiều cảnh đẹp với lại những cái cầu đẹp nữa ha mọi người. Ở đây lúc nào cũng đông hết trơn á. Cái cầu mà có cái đường bắc qua đó đó mọi người, cái đường bắc qua giữa hai cái tháp đó đó là mình lên đó mình tham quan ở trên đó đó cô chú anh chị. Mua vé lên đó tham quan được đó mọi người. Cái đó thì hồi năm ngoái Kim đã lên đó tham quan rồi. Nhìn khung cảnh xung quanh cô chú anh chị cũng rất là đẹp luôn. Coi à. Chi nó có xe mà nó không chịu ngồi, nó lên nó tự đẩy đi gì đó cô chú. Ở đây có cái tàu mình, cái tàu người ta chở mình đi dạo dọc theo bờ sông đó mọi người.
Ở bên kia là Tower of London, hả cô chú anh chị, cũng là một trong những cái điểm tham quan ở London khi mà mình đến đây ha. Trời ngồi cháu quẩy đó trời. Đây là tàu chiến Hoàng gia Anh ha cô chú anh chị. Cái tàu này người ta cũng bán vé cho mình xuống tham quan nữa nè. À, Kim đã đi tham quan năm ngoái rồi, năm nay thì mình chỉ đi dạo vòng vòng thôi chứ mình cũng không có tham quan ở đâu á cô chú anh chị. Những cái điểm tham quan nổi tiếng ở London thì mình cũng đã tham quan rồi. Nhìn xuống đây là cây cầu, khung cảnh dòng dọc theo cái bờ sông Thèm này rất là đẹp mọi người. Ở đây có mô hình một chiếc tàu hả mọi người. Ở đây có nước thật ở dưới đây luôn các cô chú anh chị. What's that? Called the navigators. What mean? Baby, you had dinner. You didn't eat it all. You're eating the cool cheese plate. Quán ăn nhà hàng đó cô chú chị, mình có thể ngồi đây ăn uống. Có hoa người ta trang trí đẹp quá chừng nè. Chị nhìn mẹ nè chị. Chị bị cầm dọc theo hai bên, dọc theo cái bờ sông Thèm này là có rất là nhiều quán ăn cà phê nè mọi người, quán bar ngồi cạnh dòng sông uống bia uống nước ngắm cảnh gió mát mà đẹp nữa mọi người. Đây nè, thấy mê chưa? Cứ mà lần nào Kim đi lên London là Kim cũng thích đi dọc theo cái bờ sông này hết. Đi từ dưới cầu tháp đôi lên tới Big Ben luôn mọi người. Ở đằng kia có hình nữa kìa chứ kìa. Now you come to me.
I don't move for no one. I don't like coming this way because they've got to carry this pram up the steps again. Where? All the way up here, that's why we're in the bridge. Ah. Overbought, and I hear overbought. Yeah. Ôi trời, các bạn thấy ngay bây giờ. Này. You kidding me? Tại vì đang đi ở dưới cái đường rây xe lửa hả cô chú anh chị, ở phía trên đây cái cầu này là đường rây xe lửa chạy nè, cho nên là ở dưới đây ồn lắm. Mà đây đang xe oyster, à đây có oyster không anh Phúc? What oyster? Yeah. Right, I don't eat it then. Black and blue, so it'd be probably like a steak place and another grill. Yeah, black and blue is a steak house. Yeah. Take a look around there. Okay. What a sale here? No idea. And Mike, never been here. Never been here before. Yeah, another morph, yeah. Yeah, Le Chocolat. La glace. La glace means ice cream in French. Made in Paris. Probably think the best go to go right. You wanna go right? And this is a like Japanese shop. Yeah, look like Japanese. Ah, Japan, yeah. Yeah. Japan, they got a knife. Dao Nhật. Bán đồ cho nhà bếp của Nhật nè mọi người. Ở trong đây cái khu này là cũng shopping ăn uống. Ôi bán trà sữa nè. Mà bây giờ ta đóng cửa hết rồi, 5 giờ ta đóng hết trơn rồi. Gần 6 giờ rồi mọi người. Nếu mà mình đi sớm buổi trưa chắc là sẽ có nhiều chỗ mở cửa lắm, ăn uống rồi à. Ở khu này là giống như cái khu chợ cá vậy đó. Mà chợ bây giờ cũng đóng cửa luôn rồi. Nếu như mà ngày mai á, mình đi đến sớm được thì sẽ thưởng thức được thử nhiều cái món ăn ở chợ này nè. Cái khu này hồi năm ngoái là Kim lên đây là Kim ở trên đây nè. Cái khách sạn quẹt qua đây là tới luôn nè. Và đi bộ ra chút xíu là sẽ có nhiều thứ hay ho lắm cô chú. Nhưng mà năm nay này, hồi năm ngoái là ở đây. This is the shortcut. Nhưng mà năm nay where the Golden Hind is back there. Năm nay không có ở đây. Yeah. Where is it, Jay? Do you remember what that is? Yeah. What is it? Chị nó nói cái chị nói chỗ này hồi bữa mình ở đây nè. Chị nó nhớ nè. Do you remember? It was this pub. Yeah. Jay, look, I can't see them. Hey. Yeah. Go fast and get a drink then. Can we walk a bit up there? Where do you want to sit? If you can find a nice place. There's a bar up here, like bottle water. Yeah. Look, all these people are sat. Hey.
work. Okay. See? Bà Chi mới vừa ăn xong cái đằng kia, bây giờ lại đây xem menu nữa. Hồi nãy ở quán đằng kia đó, sau năm nay làm đồ ăn không có ngon nữa cô chú anh chị, cho nên là ăn không có được nhiều á. Kêu ra nhưng mà cũng không ăn, tại vì anh nói là không có ngon. Mấy cái đồ nướng thì nó bị khét, sẽ ăn hơi đắng luôn. Bây giờ đang xem menu của cái quán này nữa nè mọi người. Với lại chị Chi cũng không có ăn nữa, bây giờ nó than đói nữa cô chú ơi. Dì con, you want to eat again, honey? No. Huh? No. So why you walk away then? Well, because I don't know what you want to do, baby. You just want to sit down. So I want to sit down and rest. Go up there, Chi. Daddy can go over there. Chi sang hi mày rất biết chờ nè. Đang work very far rồi nè. Walk in, you can walk in, yeah.
favourite part. So. To get up, you got a picture done, look. Come on, the picture, look. No, I don't. Yeah. Chuyển tay hết á. Ba cho chị cuối cùng đã chọn cái quán này nè cô chú. Cái này giống như là pizza đó. Vô đây ăn nữa nè mọi người. Em Chi là hôm nay không có được xem điện thoại luôn đó. Bây giờ lên đây là ba cho xem điện thoại một chút. Cái bờ sông này rất là nhiều quán luôn á cô chú anh chị. Mà giống như mùa hè đó, người ta đi du lịch nhiều, nắng ấm nè nên đi lúc nào cũng đông người hết trơn. Tại vì mỗi lần mình đi là đi toàn mùa hè không à. Cho nên lần nào đi cũng thấy rất là đông đúc và nhộn nhịp mà. Bây giờ ăn pizza cô chú ơi. Mà Kim nãy Kim ăn rồi cho nên là Kim không có đói nữa. Hai cha con nó ăn thôi.
still going, honey? People will be on there now, will be the last probably. No, but now good though, you can watch the sun. What's that? Sunshine? No? Sunshine. Sunset. Sunset, yeah. Sunset. Daddy, look! Have you... Chơi. Chơi. Ai bảo là xuất hiện tất cả bây giờ cả. Well, why didn't wait till further up? You don't want to see the boat on the water. You want to stop here? Yeah. Wait, Hanley. Well, you still got my phone, right? Chị. Smile lên chị. Hello guys. Xin chào.